Giờ hỏi luôn đi, tại sao bị cháy lá hả? Coi video đi, rễ sao thì lá vậy? Thì rễ nó có vấn đề. Ừ. Kệ nó. Thì sâu. Chi vậy? Bây giờ tôi hỏi nè, tôi hỏi nè. Bây giờ trên người mình nó lâu lâu có cái mụn, chẳng lẽ chạy tới bác sĩ bán em miếng thuốc, em rạch. Kệ nó đi, nó không gây hại thôi. Bây giờ trong giai đoạn này nè, tôi kia nói rất rõ là 2-3 tháng thì chúng ta mới đất nó chưa khỏe thì nó lại có. Kệ nó, trong rừng nó cũng có sâu vậy. Đừng có một quá sắc nét mà lúc trước mình thấy nó đâu có bóng hả? Giờ nó đỡ hơn lúc trước rồi đó. Tại mình xài nó xài có vậy. Đúng rồi, đúng rồi. Vườn của Thành đây, đúng rồi. Cơi sâu nó sẽ đẹp hơn cơi trước như vậy. Tôi kia nói rất rõ rồi, đất nó chưa khỏe thì cây nó còn chua. Cây nó còn chua thì sâu nó còn mê. Sau này sau 2 tháng trở đi, chúng có ghi rất rõ là 2-3 tháng đi, đúng không? Đó. Tất cả mọi cây đều như vậy hết chứ không phải là rồi sau đó rồi mới thành mới đổ luôn cây chanh nè. Cây chanh bữa trước nó nhìn thấy thấy ớn lắm mà. Đợt trước này phun thuốc nè, quá trời thuốc nè. Cây sau này đâu có thuốc nữa đâu. Thấy không? Đúng rồi, nó bị ghẻ nè, thằng Thành mới xử lý. Quá chắc nè. Cây sau nè. Không, rồi sau rồi xài cái xi đổ gốc và phun nè. Nó như vậy, nó dễ lắm. Nó gầy hơn nguyên vườn nó. Đó, bây giờ nó giống nó. Nó hồi xưa cái cây này nè, thấy bắt ớt nè. Đó, nó búp hết rồi nè, đó. Nó phải như vậy ha. Nó phải như vậy thì mới được. À, nè, nhảy qua cái mương này nè, nhảy qua được không ta? Nhảy qua không được hả? Bên kia đẹp ha, bên kia đẹp ha. À, có cái cầu kìa. Cái này trồng lại phải không? Trồng lại. Đẹp hết rồi, đẹp hết rồi. Ok. Đó, cái đất nó sét vậy đây nè. À, không, không nha, đừng có nên làm cỏ nha. Để cỏ không phải. Tại vì để cỏ thì tại vì cái xi của mình nó làm cho vi sinh vật nó bùng phát lên. Mà cỏ là cái nơi vi sinh vật nó trú ngụ. Chúng ta xịt cỏ là chúng ta đi tiêu diệt cái nhà của nó ở. Tại vì càng sát gốc cây của các loại cây thì cỏ tập thì vi sinh vật tập trung ở đó càng nhiều mà. Rồi đi qua đẹp phát cái ngọn giống nhau hết ha, cái nào cũng vậy. Rồi không anh đi được mà không đến nổi đâu. 84 cốc sửa cầu mà nó nhịp dữ rồi nè. Trời đã quá ha, đẹp quá. Nguyên nó ra hết trơn rồi đó. Để đứng lên quay. Ờ, cái gốc nó phải tơi xốp. Ờ, đẹp rồi, quá đẹp rồi. Đó nó phải vậy đó, nó phải nâu. Như nó đào thải ba này rồi. Nó bệnh tử nó cũng như là đó. Đó. Thấy không? Trước nó còn sâu, càng về sau nó càng hết nha. Mới có 1 tháng 15 ngày mà. Nè, thấy cái gốc nè. Đó. Nó phải cái đó, đất hồi xưa nó lèn nè, bây giờ nó có nhiều. Đó, nó có kẽ hở nè, nhiều cái. Hồi đó nó cục cục vậy không à? Bây giờ nó hở. Nó hở vậy nó mới nhiều oxy. Không, nó có nhiều oxy thì rễ nó mới phát triển được. Tôi gọi là 11 ngày xài 11 ngày nó lên. Một ngày lên xong rồi tôi tưới gọi lại mấy cây không lên á. Điểm lại. Như tưới quan quận rồi cái nào ấy là cơ của mình là ra liên tục. Cơ truyền. Nên là 36 tháng là có thu. Làm với Tuấn là 36 tháng là thu ít nhất từ 4 tới 6 trái ít nhất nha. Rồi, thôi vậy rồi, vô được rồi. Hả? Mình cái đem giảm hơn cái của thằng khoa học. Bây giờ tôi nói như thế này ha. Một cây sầu riêng nghịch vụ 300 kg trái, mấy anh làm khoảng 1,5 triệu trên một năm. Tôi làm maximum 500 ngàn. Tất tần tật nha, cả hữu cơ NPK, cả si, cả amino, cả thảo mộc à. Rẻ hơn, rẻ nhất à, nãy trước à. Đã quá à. Cái ngọn nó phải dày nó mới chuẩn nè. Anh Hoàng. Ông bằng cái ngọn thấy dày mới đúng chuẩn. Chỉ có 1 tháng mấy thôi, nó chưa. Cái này em xài 2 lít. Đúng rồi, nó không loại nè, cái nước nó tái gì cái đầu thải à. Cái lá tí ra nè, nó bệnh nó rụng cho. Mày tưới bằng gì vậy? Mày tưới xi đó. Không có, mày tưới nước kìa. Tưới nước bậy à, tưới nước chứ xong đi chạy lên nó cũng cũng à. Nó rồi đâu rồi. Cái gốc này kẻ hở nè. Đó. Đúng rồi. Chắc hả? Quay trong màn hình lắm. Ba mua cái này nó còn rẻ tiền hơn kia đó.
Đẹp quá. Ngon. Cái sớp đất thì nó lên, nó ba chừng đất lên, có chừng đất đó. Ừ. Mới có, tôi hứa với nông dân là 2 tới 3 tháng mà, mới này mới 1 tháng 15 ngày. 2 tháng 15 ngày đó. Ừ. Nên em, nên đưa vào trong bồn em. Thế đưa vào trong bồn. Đẹp quá. Đẹp quá. Cái gì cũng được em. Anh đã nói rất rõ rồi, mọi loại cây trồng và mọi thời điểm nha. Đó, nó đào thải hết. Mấy lá bệnh là nó đào thải hết. À, cởi cái áo cũ đi. Làm rụng lá dân cũng lo mày. Thằng mấy em chưa về thuốc nè anh. Mấy lần lúc đầu thì có thời sạch. Yên tâm. Ừ, tức là mới tưới thì nó cũng lá nó nở ra cũng có con rầy cái xịt gà bầu lớn lại thì em tháng tư em mới chồng. Bây giờ tính là điện hỏi anh tới ba si được không, cho tốt lại si nha, là làm cho giải độc phục hồi và hoàn nguyên đất lại, tất cả loại cây trồng và tất cả mọi thời điểm. À, như vậy tức là hồi đó mới đầu mình làm thì mình có phun vài lần đúng không, phun thảo mộc, phun si thảo mộc là si rồi. Nhưng mà lâu bao lâu là em không phun lại? Tức là cái này khoảng là 1 tháng à, tháng. À khoảng khoảng gần 1 tháng rồi, không có xịt luôn. Không có xịt luôn. Không có học. Không có xài học luôn mà em có nhấp một xíu NPK chưa? Nhấp rồi. À rồi ok nên. Ừ. Đấy ấy rồi, hết ấy rồi, chưa kịp cái gian phải đỏ em. Lên gần vậy là chưa có tới rồi. À lên gần vậy hả? Lên gần vậy là lá đẹp. Còn con người mà lên gần thì sao? Thì dĩ nhiên là mình chết gần người đã không? Thôi thôi vậy đi. Theo học phá là thành kỹ sư vậy tính được. Dễ lắm em, dễ lắm, không có khó ha. Không có khó, nó dễ lắm, ai cũng làm được hết á. Xài với thứ của anh Tấn là mình không có xịt ngoài, ngoài vườn. Đúng rồi, xài cứ là sau lúc đầu thì có xịt ngoài vườn. Sau đó là chỉ tập trung xịt trên vườn thôi, không có xịt ngoài vườn nữa. Đó.